Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hương tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 255. Trong clip ngày hôm nay thì em có cũng hơn 10 loại cây để giao lưu với anh chị. Đa số vẫn là những cây ít tiền, giá rẻ, rất là dễ chơi. Cách mua bán của bên em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết. Những anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp để chốt cây. Mã số 1 ngày hôm nay là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Cây này thì cốt đùi hiện tại đã cân với cây. Tàn thì ấm nhưng mà nó có một cái lỗi nhẹ cho nên giá nó cũng rất là hợp lý. Hoành đế trên miệng chậu 95 cm, hoành thân ngay cái eo, nhỏ nhất là 52 cm, chiều cao 38, tàn ngang là 64 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây, anh chị thấy là cái cây này cái cúc đùi của nó to ngang ngang với cái lông bia anh chị. Quay nhẹ qua bên tay trái một tí xíu, đúng rồi, anh chị thấy là cái cúc đùi của nó khá to, lùng lực. Cái hoành thân thì 52 mà chiều cao từ mặt phân lên tới đỉnh là chỉ có 38 cm thôi anh chị. Bể đế thì đều rất là tự nhiên, tương đối là nở đế, cốt đùi to và đã cân. Cũng là một cây có tương lai nhưng mà do mắc một cái lỗi là thẹo trên thân. Giờ em sẽ đem máy lại gần cho anh chị xem trước tiên là cái thẹo ha. Phần trên đỉnh thì nó có một cái thẹo khá to, em đã xử lý rồi. Hiện tại thì vẫn đang hỗ trợ cái mặt cắt của nó bằng một tờ giấy bạc, một miếng giấy bạc anh chị. Và xung quanh thẹo thì nó đang cuốn cũng khá mạnh, đã cuốn vô được khoảng tầm 2-3 cm anh chị. Nhưng mà để ngón tay lên ngay chỗ cái thẹo cho anh chị hình dung. Hiện tại thì cái thẹo nó còn dài khoảng cỡ 2 đốt ngón tay và nó to cũng cỡ bằng 2 ngón tay nữa thì nó mới lành. Mặt thẹo thì rất là xanh, không có bị mục, không bị hư. Là chỉ vì một cái thẹo đó thôi mà cây này nó bị mất giá trị về tiền. Rồi sau khi mà em soi kỹ cái thẹo cho anh chị xem thì em sẽ lật cái cây lên. Nhờ để em nó nghiêng nhẹ cái cây, anh chị thấy rằng là rất là giót và lắc. Cây này cốt đùi được nuôi khá lâu rồi anh chị. Phô này nằm ở vườn em ít nhất là khoảng 8 năm. Từ khi nó là cây phô tới bây giờ. Cũng là những cây được nuôi cắt giật và chi cành thì được làm cũng tỉ mỉ. Chi cành phân bổ đồng đều, cốt đùi thì đã tương đối là cân với nhau. Về tổng thể thì cây này nó nhìn rất là lực, tàn thì ấm. Chỉ có mỗi một cái thẹo đó thôi. Thẹo trên thân cũng còn một tí xíu. Phần trên đỉnh thì nó cũng còn một cái thẹo nhỏ đó anh chị. Anh chị thấy nó đang cuốn rất là mạnh. Ngay tay em chỉ luôn. Những cái thẹo nhỏ đó thì nó gần lành luôn rồi. Do phải quay gần cho nên là cái màn hình nó hơi rung lắc. Rồi, tiếp tục xoay một vòng cho anh chị xem. Tàn thì ấm mịn, cốt đùi đã cân. Cốt đùi hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị đo được là 16 cm và cái cốt đùi bên tay phải màn hình đo được là 15 cm. Chứng tỏ thời gian nuôi nó khá lâu anh chị ha. Cây mai chiếu thủy mã số 1, giá của nó là 14 triệu, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Nếu như cây này mà không có cái thẹo thì chắc chắn với anh chị là giá nó không phải là 14 triệu đâu. Bởi vì nó khá lực cây. Hiện tại thì thẹo đang cuốn mạnh nhưng mà cần một thời gian dài nữa nó mới clip lại được anh chị, nó mới lành được 100%. Giờ em xin phép xuống cây. Mã số 2 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Cây này thì bể đế nó nở to, đế đều rất là tự nhiên. Cốt đùi nó cũng đã cân với cây. Chi cành thì phân bổ đồng đều, nhìn cũng rất là dễ thương. Hoành đế trên miệng chậu
54 cm, hoành thân 32, chiều cao 29, tàn ngang là 48 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cái cốt đùi hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị đo được là 12 cm, và cái cốt đùi bên tay phải màn hình đo được là 10 cm. Đây là những cái cốt đùi đại diện. Trung nu mà có được những cái cốt đùi cỡ từ 10 tới 12 cm thì thời gian nuôi nó rất là lâu anh chị. Chi cành thì hiện tại nó đã ấm đầy đủ đều luôn rồi. Đây là phía dưới của mặt trước. Em sẽ đem máy lại gần cho anh chị xem. Cũng là những cây trung nu được nuôi cắt giật. Tàn thì tương đối là đã đầy đủ. Và đây là phía dưới của mặt sau. Tiếp tục nghiêng thêm một tí xíu để cho anh chị xem đặt rõ luôn. Cũng sẽ bắt đầu từ bên tay trái, bên màn hình, bên tay trái màn hình anh chị ha. Em sẽ quay lần qua. Bể đế nở to, thân giót, chi cành phân bổ đồng đều và tất cả đều được nuôi cắt giật. Dàn tàn thì được lợp rất là tỉ mỉ. Nhìn cây rất là thoáng cây. Bể nở to rất là lực. Thẹo trên thân thì hiện tại nó còn một cái thẹo phần trên đỉnh anh chị. Trên đỉnh thì nó còn một cái thẹo to bằng cỡ đầu ngón tay cái, đó là nó lành 100%. Anh chị thấy rằng là xung quanh nó đã cuốn rất là nhiều rồi, khoảng tầm 3-4 cm. Do cái hoành thân này to cho nên là thẹo nó cũng khá to. Và hiện tại thì nó đã cuốn được hơn phân nửa rồi. Nhìn rất là lực cây. Cây này thì cũng đã thuần trong chậu tàu này được hơn một tháng. Và rễ non nó đã ra rất là nhiều. Anh chị thấy rằng là ở trên cái mặt chậu nó đã có một số cái rễ non nó bắn lên. Chứng tỏ là cây nó đang khỏe, mạnh. Cây trung nu mã số 2 giá của nó là 9.900.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại thì cây đang nằm trong chậu chữ nhật mà có chân, chậu tàu anh chị. Cũng rất là hợp với cái dáng cây này. Giờ em xin phép xuống cây. Mã số 3 hôm nay là một cây hoa giấy Mỹ, cây rin không ghép. Cây này thì thân lắc và một thân một cốt. Nó chỉ có một cái cọng rễ duy nhất và... nó chỉ có một thân duy nhất, không phải là nhiều cọng rễ để quấn lại thành cái thân anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân đoạn ngay cổ của cây là 20 cm, chiều cao 48, tàn ngang là 45 cm. So sánh giúp em cái lông bia và cái hoành thân của cây. Thân cây lắc rất là điệu, một cái cành lá dài xuống. Cốt đùi hiện tại của cây hoa giấy Mỹ này thì như anh chị thấy là nó to hơn ngón tay cái, cũng gần gấp đôi luôn rồi. Tàn thì ấm. Đây là những cây hoa giấy Mỹ được nuôi cốt đùi tại vườn gần 3 năm. Thân lắc và sạch, không bị hư, không bị cháy tuột da. Tàn ấm mịn. Cây hoa giấy Mỹ mã số 3, giá của nó là 2.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 4 hôm nay tiếp tục cũng là một cây mai chứa thủy lá trung nu, một cây mini thành phẩm. Cây này vừa lặt lá để cho anh chị có thể nhìn thấy được cốt đùi và cái dàn xương dâm của cây. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 19, chiều cao 16 và tàn ngang của cây là 29 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại bên tay phải màn hình của anh chị thì nó to hơn ngón tay cái một tí xíu. Bên phía tay trái thì nó cũng cỡ ngón tay cái anh chị. Tương đối là cân cây. Thẹo chính trên thân thì nó còn một cái thẹo. Anh chị để ý giúp em ngay cái ngón tay em chỉ luôn. Ngay cái đầu cây viết là một cái thẹo, nó to cũng cỡ bằng thân của cây viết, nó thôi là nó lành 100%. Đây, quay như thế này thì anh chị rất là dễ nhìn thấy. Hiện tại thì cây này không cần phải làm thêm vì nó đã là cây thành phẩm. Xương dâm cũng đã được tạo xong. Đế tự nhiên và bể đế thì tương đối là nở. Rất là khá cây. Yeah. Tàn thì đều, bốn mặt đều đẹp.
Cây trung nu mã số 4, giá của nó là 8 triệu 900 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 5 hôm nay là một cây linh sam siêu hoa, cây được sửa thân từ nhỏ, thân lắc, cốt đùi to, tàn thì đã ấm. Hoành đế trên miệng chậu 26 cm, hoành thân ngay cái eo nhỏ nhất là 10 cm, chiều cao 32, tàn ngang cũng là 32 cm luôn. So sánh giúp em cái hộp quẹt và cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay trỏ trở lên và rất là đều nha, đều cả cây. Tàn ấm mịn, già cây, thân lắc, nhìn rất là có duyên. Dòng linh sam siêu hoa mà nó ra hoa một cái là đầy cây luôn anh chị. Cây linh sam siêu hoa mã số 5, giá của nó là 1 triệu 400 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 6 tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa. Đây là loại linh sam siêu hoa được trồng trong ống nhựa 90 và cũng được sửa thân từ nhỏ luôn. Hoành đế trên miệng chậu 30 cm, hoành thân ngay cái eo nhỏ nhất là 20, chiều cao 45, tàn ngang là 54 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại thì nó to cỡ 1,5 lần ngón tay cái trở lên, tương đối là đều đều nha. Những cái cốt đùi của cây này thì nó cũng chấp nhận được rồi anh chị, đã cân với cây rồi. Cây linh sam siêu hoa mã số 6, giá của nó là 1 triệu 100 ngàn, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 7 tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa, là loại được trồng trong ống nhựa 90 và sửa thân từ nhỏ. Thân cây này thì nó xoắn và nó lắc hơn cái cây mã số 6 một tí xíu, nhưng mà đổi bù lại thì cốt đùi nó không to bằng cây mã số 6. Hoành đế 28 cm, hoành thân 16, chiều cao 46 và tàn ngang cũng là 46 cm luôn. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ ngón tay cái thôi anh chị, cũng đều đều nhau. Thân lắc, tàn thì còn hơi thiếu một tí xíu. Cái này thì anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm giúp em. Những cây linh sam được trồng trong ống nhựa như thế này thì nó rất là phù hợp với những anh chị mà thích trồng cây trong chậu tượng, hoặc là anh chị có thể chơi tiểu cảnh, nó đều đẹp, rễ nơm. Cây linh sam mã số 7, giá của nó cũng là 1 triệu 100 ngàn, 1 triệu 1, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 8 hôm nay tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa được trồng trong ống nhựa 90 và cốt đùi hiện tại cũng tương đối là to. Hoành đế trên miệng chậu 29 cm, hoành thân 16, chiều cao 44, tàn ngang là 39 cm. So sánh cái lông bia với cái hoành thân giúp em. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to cỡ 2 lần so với ngón tay cái. Thân lắc, cốt đùi cũng được, chi cành cũng lắc, rất là có duyên. Cây này được lạc lá anh chị rất là dễ dàng nhìn thấy chi cành nó được phân bổ như thế nào, rễ buông dài. Cây linh sam mã số 8, giá của nó là 1 triệu, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 9 hôm nay tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa được sửa thân từ nhỏ. Cây này thì thân của nó lắc gấp khúc lại với nhau, rất là có duyên. Cốt đùi to, tàn thì ấm mịn. Hoành đế trên miệng chậu 34 cm, hoành thân 15, chiều cao 24 và tàn ngang là 40 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây linh siêu hoa, cây linh sam siêu hoa này thì nó to cỡ 1,5 lần so với ngón tay cái và rất là đều nhau. Cái này nhìn cốt đùi rất là lực, tàn thì ấm mịn, thân lắc, rất là có duyên, đế tự nhiên. Cây linh sam mã số 9, giá của nó là 1 triệu, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Mã số 10 hôm nay là một cây mai chiếu thủy nu gò công, một cây trực lắc lùng, bệ đế nở to. Hoành đế trên miệng chậu 48 cm, hoành thân 25, chiều cao 22 và tàn ngang là 28 cm. So sánh cái lông bia với cái hoành thân giúp em. Cốt đùi hiện tại thì nó to cỡ 2 lần ngón tay cái, rất là đều nhau. Cốt đùi bên tay trái nó to cỡ 2 lần và cốt đùi bên tay phải thì nó cỡ 3 lần ngón tay cái luôn anh chị, rất là to. Đây là những cây gò công được nuôi cốt đùi cũng lâu,
đế nở đều, đế tự nhiên, bệ đế nở to. Ở cái mặt cắt chính trên thân thì nó đã lành 100%, nhưng mà trước mặt tiền cây thì nó còn một cái thẹo nhỏ bằng cỡ ngón tay út, đó là nó lành. Anh chị để ý giúp em ngay cái ngón tay của em nó chỉ luôn ha. Nhìn cũng rất là có duyên. Cây mai chiếu thủy Gò Công mã số 10, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cái này em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 11 hôm nay tiếp tục là một cây me chua. Đây là những cây me mà có cái củ rễ rất là quái, thân lắc, tàn thì đã đầy đủ. Hoành đế trên miệng chậu 49, hoành thân 14, chiều cao 36, tàn ngang là 35 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt độ hiện tại của cây me này thì nó to cỡ ngón tay út, tàn thì đã ấm mịn, thân cây lắc, cũ thì quái và nổi hẳn lên trên mặt chậu, nhìn cũng có duyên. Cây me mã số 11 giá của nó chỉ có 900.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại thì cây đang nằm trong chậu chữ nhật có hoa văn. Chậu này là chậu rất nung thôi anh chị. Nhìn cũng có duyên. Mã số 12 hôm nay là một cây trang vàng lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ. Đây là loại trang vàng mà cái củ đế của nó nở to. Hoành đế trên miệng chậu 35 cm, hoành thân 24, chiều cao 20 và tàn ngang của cây là 30 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Do cái này nó hơi lùn cho nên là em sẽ đem máy là thật gần cho anh chị xem. Đây là những cây trang vàng được tận dụng cốt cành có sẵn trên cây để mà lợp cho nó cái tàn, nhanh chơi. Củ đế thì tròn và nở to. Tuy rằng là cốt độ hiện tại nó chưa được lớn lắm, nhưng mà cũng cây này cũng gần 3 năm rồi anh chị. Dòng trang vàng mà nuôi cốt độ thì nó cũng rất là lâu. Hiện tại thì cây đang có một số cái chùm hoa, nó đang bắt đầu, nó bắt đầu nở từ từ. Cây trang vàng mã số 12 giá của nó chỉ có 700.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 13 hôm nay là một cây dâu tầm ăn. Đây là loại dâu tầm ăn có trái, thân lắc, hoành đế trên miệng chậu 22, hoành thân 9, chiều cao 22 và tàn ngang của cây là 26 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt và với cái hoành thân của cây. Cây dâu trái này thì được lặt lá để cho anh chị có thể nhìn thấy được toàn bộ cốt đuôi, chi cành, thân. Để lá thì nó hơi khó nhìn. Và hiện tại anh chị thấy trên màn hình là có những chùm trái nó đã ngã màu đỏ rồi, nó gần chín rồi anh chị. Loại dâu này mà lúc mà chín được thì nó sẽ chuyển qua màu đen. Một cây phong cách rất là lạ. Cốt độ hiện tại của cây dâu trái này thì nó to bằng cỡ thân cây viết. Anh chị có thể so sánh giúp em ha. Bên em mua bán là luôn luôn rõ ràng, cốt đùi và thân cây luôn luôn có vật để mà anh chị so sánh. Cây dâu tầm ăn mã số 13 giá của nó chỉ có 700.000, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây, vì hiện tại là cây đang nằm trong chậu lục giác, mà chậu bằng nhựa. Chậu này thì nó giòn, siết băng keo vô là nó bị bể liền anh chị, không sẽ xài được. Mã số 14 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nu, một cây trực lắc tông cao, bể đế thì đều rất là tự nhiên. Hoành đế 34, hoành thân 18, chiều cao 22 và tàn ngang của cây là 29 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt độ hiện tại của cây trung nu này thì nó to cả bằng ngón tay trỏ và rất là đều nha. Chi cành thì phân bổ đồng đều. Ở những cái thẹo trên thân thì vẫn còn dán giấy bạc để mà hỗ trợ thẹo nó mau lành đó anh chị. Em sẽ quay lại mặt tiền của cây và cho anh chị xem thật rõ luôn. Hiện tại thì thẹo này nó đã cuốn mạnh, chỉ còn một cái thẹo, nó còn bằng cỡ ngón tay trỏ nữa là nó lành 100% rồi anh chị. Phía trên đỉnh thì nó cũng còn một cái thẹo nhỏ nữa, bằng cỡ thân cây viết đó là nó lành rồi, không nhiều lắm. Cho nên là cái thẹo ở phía, cái thẹo phía trên gốc đùi bên tay phải màn hình của anh chị thì đó là cái thẹo to nhất đó. Đế đều, rất là tự nhiên và nở
Cây trung thu mã số 14 giá của nó chỉ có 1 triệu, bao phí vận chuyển cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 15 tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nô, một cây lùng lực. Cây này nó cũng có một cái lỗi nhẹ, tí xíu em sẽ nói thật rõ cho anh chị xem. Hoành đế trên miệng chậu 32cm, hoành thân 20, chiều cao 13 và tà ngang của cây là 22cm. So sánh cái lông bia với cái hoành thân giúp em. Cốt độ hiện tại của cây trung nô này thì nó to cỡ gần 2 lần so với ngón tay cái. Hiện tại thì ở cái mặt cắt chính trên thân nó còn một cái thẹo to gần bằng ngón tay cái nữa nó mới lành, nó to hơn ngón tay trỏ một tí xíu. Đó là cái thẹo chính. Và ở mặt sau của cây, mặt sau thân cây thì nó còn một cái thẹo cũng khá to. Thẹo này thì mặc dù là nó đang cuốn rất là mạnh nhưng mà cũng còn hơi lâu nó mới lành anh chị. Xung quanh bốn mặt thẹo thì nó đã cuốn vô khoảng cỡ 6-7cm rồi anh chị. Ôi, em xin lỗi. Cái này là nó không tới 6-7cm đâu, 6-7mm mới đúng. Đây chỉ cho anh chị xem, cái vết thẹo nó đang cuốn, nó phồng lên thấy rất là rõ luôn. Nếu mà so sánh bằng cái mm thì nó khó hình dung. Bây giờ thì cái thẹo nó đã cuốn mạnh cỡ bằng ngón tay út luôn anh chị. Đó, anh chị thấy là cái đường thẹo nó đang cuốn. Đúng rồi, lúc ban đầu thì cái thẹo nó rất là to. Nghiêng cây lên cho anh chị xem thật rõ luôn. Đây, xung quanh mặt thẹo nó đã cuốn rất là mạnh, đường cuốn thẹo nó đã to bằng cỡ ngón tay út và nó đều nhau. Đế tự nhiên, bể đế thì tương đối là nở to, cây lùng. Cây trung nô mã số 15 giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây, 1.200.000, không có chậu. Mã số 16 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Cây này thì cốt đùi đã cân với cây nhưng mà giá thì rất là dễ chơi, có thể dùng cái từ là giá rẻ luôn anh chị. Hoành đế 39, hoành thân 18, chiều cao 22 và tà ngang của cây là 34cm. So sánh cái lông bia với cái hoành thân giúp em. Cốt đùi hiện tại của cây này thì nó to từ ngón tay cái trở lên, cho có những cái điểm thì nó to gần gấp đôi luôn anh chị. Chẳng hạn như là cái cốt đùi trên đỉnh. Đế tự nhiên. Cây linh sam mã số 16 giá của nó chỉ có 600.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 17 hôm nay tiếp tục cũng là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Cây này được sửa thân từ nhỏ, tàn bay. Hoành đế trên miệng chậu 38cm, hoành thân 13, chiều cao 12 và tàn ngang của cây là 38cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân của cây. Cốt độ hiện tại của cây linh sam sông Hinh này thì nó to bằng cỡ ngón tay trỏ, tương đối là đều đều nhau, đều cả cây. Những cây linh sam có cái dáng như thế này thì rất là phù hợp với những anh chị nào mà thích chơi tiểu cảnh hoặc là mình trồng cây trong chậu tượng, nó đều đẹp anh chị, rất là có duyên. Đây là dòng sông Hinh lá trung, hoa chùm, cánh hoa thì nở căng. Cây linh sam mã số 17 giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 18 hôm nay là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Cây được sửa thân từ nhỏ, thân lắc rất là điệu. Hoành đế trên miệng chậu 15cm, hoành thân 12, chiều cao 12 và tà ngang là 26cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Cốt đùi hiện tại của cây sam trái này thì nó to bằng cỡ đầu cây viết trở lên, gần bằng thân cây viết luôn rồi anh chị. Chi cành thì được phân bổ đồng đều nhưng mà tàn thì vẫn còn hơi bị thiếu. Cái này anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm giúp em. Cây sam trái mã số 18 giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển. Cái gọng rất là dễ thương. Mã số 19 tiếp tục cũng là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Cây được sửa thân từ nhỏ, thân lắc. Hoành đế 18cm, hoành thân 9, chiều cao 15, tà ngang của cây là 32cm. So sánh cho em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Cốt độ hiện tại của cây này thì nó to bằng cỡ đầu cây viết, to hơn đầu cây viết một tí xíu. Cũng như cây mã số 18 thì cái cốt đùi và những cái đoạn thân của nó lắc rất là dễ thương.
khúc đùi nó ngang ngang nhau, tàn thì còn hơi thiếu. Cây sam trái mã số 19, giá của nó cũng là 700 ngàn bao phí vận chuyển. Mã số 20 tiếp tục cũng là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Hoành đế 16 cm, hoành thân 12, chiều cao 18, tàn ngang là 28 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Cốt đồ hiện tại thì nó to cỡ bằng đầu cây viết. Thân lắc cũng rất là dễ thương, rất có duyên. Cây sam trái mã số 20, giá của nó chỉ có 600 ngàn bao phí vận chuyển. Mã số 21 hôm nay là một cặp trang sen lá nhỏ, hiện tại thì hoa đang rất là nhiều trên tán lá. Đây là những cây trang sen được xử lý cái củ đế từ nhỏ lúc trồng, cho nên là cái bệ đế của nó nở to. Ở cây bên tay trái màn hình, hoành đế 29, hoành thân 13, chiều cao 16 và tàn ngang cũng là 16 cm. Ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 32, hoành thân 13, chiều cao 16, tàn ngang là 16 cm luôn. So sánh giúp em cái lon bia để ở giữa hai cây, anh chị thấy rằng là cái bệ của nó nở to và giót cây, nhìn rất là có duyên. Cốt độ hiện tại của cả hai cây trang sen này thì nó to bằng cỡ gần bằng thân cây viết rồi anh chị, đều đều nha. Cặp trang sen mã số 21, giá của nó là 800 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Hai cây này bên ngoài nhìn cũng được, tàn rồi thì cũng đầy đủ. Mã số 22 hôm nay là một cặp linh sam 86, hai cây tàn đã ấm mịn, cốt đùi to đã cân với cây. Ở cây bên tay trái màn hình, hoành đế 29, hoành thân 13, chiều cao 24, tàn ngang là 30 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 28, hoành thân 14, chiều cao 15 và tàn ngang là 20 cm. So sánh cái lon bia em để giữa hai cây. Cốt đùi hiện tại của cả hai cây linh sam này thì nó to cả bằng ngón tay trỏ và rất là đều nhau. Đây là những cây linh sam 86 được nuôi cốt đùi cũng khá lâu. Một cây lùn và một cây cao. Cặp linh sam 86 mã số 22, giá của nó là 900 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 23 tiếp tục là một cặp mai chiếu thủy lá kim kim giòn. Đây là những cây kim giòn mini, không phải là những cái cọng rễ. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 14, hoành thân 6, chiều cao 11, tàn ngang là 12. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 12, hoành thân 5, chiều cao 8 và tàn ngang là 12 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cả hai cây. Cốt đùi hiện tại của cả hai cây kim giòn này thì nó to bằng cỡ thân cây viết, đều nhau. Đây là những cây kim giòn được nuôi cốt đùi cũng khá lâu. Cặp kim giòn mã số 23, giá của nó là 600 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 24 tiếp tục cũng là một cặp mai chiếu thủy lá kim kim giòn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế 14, hoành thân 6, chiều cao 9, tàn ngang là 10 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 14, hoành thân 5, chiều cao 10, tàn ngang là 12 cm. So sánh giúp em cái cây viết để ở giữa hai cây. Cốt đùi hiện tại của hai cây kim giòn này thì nó to bằng cỡ đầu cây viết trở lên. Cũng có những nơi nó gần bằng cây viết luôn anh chị, bằng thân cây viết. Cặp kim giòn mã số 24, giá của nó cũng là 600 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Mã số 25 hôm nay tiếp tục cũng là một cặp mai chiếu thủy lá kim kim giòn. Cặp kim giòn này thì được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn đó anh chị. Ở cây bên tay trái màn hình, hoành thân 5, chiều cao 18, tàn ngang là 18 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân 5, chiều cao 14, tàn ngang là 14 cm luôn. So sánh giúp em cái cây viết để giữa hai cây. Anh chị thấy rằng là cốt hoành thân tuy rằng nhỏ nhưng mà cốt đùi nó to cũng gần bằng cây viết luôn rồi, rất là cân với cây. Những cái cọng rễ kim giòn này được nuôi cũng rất là lâu. Cặp
Kim giòn mã số 25, giá của nó là 600 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Hai dáng rất là dễ thương. Mã số 26 tiếp tục cũng là một cặp mai cho thủy lá kim kim giòn. Cặp này được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn, thân lắc rất là dễ thương. Ở cái bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân 2 cm, chiều cao 8, tàn ngang là 11. Và ở cái bên tay phải màn hình, hoành thân 4, chiều cao 11, tàn ngang là 14 cm. So sánh giúp em cái cây viết để giữa hai cây. Cốt đùa hiện tại của cả hai cây kim giòn này thì nó to bằng cỡ đầu cây viết, gần bằng cái thân luôn rồi chị, gần bằng thân cây viết. Anh chị thấy là cái cây bên tay trái màn hình rất là dễ thương, cốt đùi thì khá to đã cân với cây. Cặp kim giòn mã số 26, giá của nó là 500 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu, rất là dễ chơi. Chỉ có 500 ngàn, cặp kim giòn này nó sẽ được ship về tận nhà cho anh chị luôn, có chậu. Mã số 27 tiếp tục cũng là một cặp mai với thủy lá kim kim giòn. Một cây là được hình thành từ những cái cọng rễ và một cây là cây mini. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cọng rễ kim giòn. Hoành thân 4 cm, chiều cao 13, tàn ngang là 12 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình là một cây kim giòn mini. Hoành thân 10, hoành đế 14 cm, hoành thân 5, chiều cao 12 và tàn ngang cũng là 12 cm. Anh chị thấy là cái cây ở bên tay phải màn hình nó được sắp đế cũng rất là đều tự nhiên. Cốt đùi của cả hai cây kim giòn này thì nó to bằng cỡ thân cây viết trở lên, nhìn cũng rất là dễ thương. Cặp kim giòn mã số 27, giá của nó là 500 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Đây cũng là cặp cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.